Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 2017, Chủ nhật 13 thường niên năm A. Bài đọc hôm nay có tên là Xứng với Thầy. Lời Chúa trong sách Matthew chương số 10 câu 37 đến 42. Khi ấy Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi và nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lời suy niệm. 26 năm trời vác một cây thánh giá gỗ dài 3,6 mét, ngang 1,8 mét, nặng 18 ký, vượt qua 50.140 km, 227 quốc gia, 7 lục địa. Đó là điều mục sư Arthur Blessed đã làm từ Noel năm 1969. Ông là người giữ kỷ lục đi bộ quãng đường dài nhất. Tôi đã đi qua các sa mạc rừng rậm, đã từng bị tấn công bởi voi rắn cá sấu. Tôi đã bị bắt giam 21 lần và suýt bị hành hình. Chỉ còn 50 nước ông chưa đặt chân tới. Ông hy vọng sẽ hoàn tất chuyến đi này trước năm 2000. Như vậy, ông sẽ là người đầu tiên đưa thánh giá đi khắp mọi nơi trên thế giới. Cử chỉ của ông làm chúng ta suy nghĩ. Vác thánh giá là chấp nhận nặng nề và bấp bênh. Nặng nề vì khúc gỗ trên vai, bấp bênh vì nguy hiểm. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ vác thánh giá của mình mà theo Ngài. Chẳng có con đường nào tốt hơn con đường Ngài đã đi. Con đường khó nghèo, khiêm hạ ở Bethlehem và Nazareth. Con đường rao giảng trong nhọc nhằn ở phần đất xứ Galilee. Con đường đầy đe dọa hiểm nghèo khi lên Jerusalem. Con đường hiến mình khi vác thánh giá lên núi Sọ. Chúng ta được mời gọi đi theo Ngài trên các con đường ấy, hay đúng hơn đi theo Ngài trên nẻo đường của đời mình. Không cô đơn thất vọng vì biết nơi mình sắp đến. Thánh giá của chúng ta không phải là khúc gỗ, nhưng là những gì ta phải từ bỏ dù rất yêu mến, những người ta phải yêu mến dù rất muốn từ bỏ. Chúng ta chỉ vác nổi thánh giá của mình nếu chúng ta dám yêu thực sự. Chỉ khi yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta mới dám quên mình, bỏ mình, mất mình, hiến mình. Điểm mới mẻ của Tân Ước là tình yêu đối với Đức Giêsu. Ngài đòi ta phải yêu Ngài hơn cha mẹ, hơn con cái. Ngài còn đòi ta chịu mất mạng vì Ngài. Nếu Đức Giêsu không phải là hiện thân của chính Thiên Chúa, nếu Ngài đã không chết vì chúng ta trước, thì Ngài chẳng có quyền đòi hỏi những hy sinh như vậy. Trải qua 20 thế kỷ, biết bao thế hệ Kitô hữu đã dám sống đến cùng tình yêu ấy. Truyền giáo không phải chỉ là thông truyền đức tin, mà còn là thông truyền tình yêu, là làm cho Đức Giêsu được mọi người yêu mến. Nhưng trước hết, chúng ta phải cảm nghiệm được tình yêu để cả cuộc đời ta là lời đáp cho tình yêu, là cuộc sống sao cho xứng với Thầy. Ước gì chúng ta yêu Đức Giêsu trên mọi sự, yêu mọi sự trong Ngài và dưới Ngài. Chấp nhận mất cái tôi nhỏ mọn để được cái tôi triển nở. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa, tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.